Các bạn đang quay lại với cái video tiếp theo, đó là mình sẽ đánh môi ha. Hơi dưỡng, bây giờ mình sẽ đánh hơi dưỡng trước. Môi này lên rất là rồi. Bây giờ mình đánh dưỡng xong rồi các bạn, có cái tay nè, cái tay nãy đánh mắt á. Rồi thì mình có một cái màu nu, một cái màu nu như thế này nè, nhưng mà có lẽ là mình sẽ đánh màu đỏ lên ha, đỏ lên màu đỏ của cái son này lên sẽ rất là sáng da. Ok. Đó, xong rồi các bạn, xong cái make up rồi. À, và có lẽ là mình sẽ thêm một ít nó hồng nữa đi, cho nó stretch quá một xíu. Ok, finish. Xong rồi nhé các bạn. Nhiều đồ quá mà chưa xem nó là cái thứ gì đây. Ok, finish. Ok, và đợi mình xíu nha. Ok, mình đã trở lại rồi đây. Thì bây giờ cái make up là đã ok rồi các bạn. Đây, mình sẽ cho các bạn xem nha. Thì hồi nãy nói chung là cái màu hồng hello nha, hello nhưng ok. Và cảm ơn các bạn đã xem video của Lubu Live Vlogs, và các bạn nhớ lại subscribe cái kênh YouTube của mình để mà mình sẽ làm những cái video tiếp theo để cho các bạn cùng xem nha. Và bây giờ thì mình tóc xuống xem như thế nào nha, có hợp với cái khuôn mặt hay không ha. Oh la la, finish rồi các bạn. Đó. Ok, bây giờ là xong rồi. Đó, thì các bạn có thấy là cái má hồng nó hơi nhiều ha. Tại vì ở đây cái ánh sáng nó chói vô thì sẽ không có thấy nhiều, cho nên là mình làm nó hơi đậm xíu. Và cho nên là đó. Xong rồi các bạn nha. Ok, và chào tạm biệt các bạn. Nhớ là subscribe cái kênh YouTube của Lubu Live Vlog, và nhớ xem những cái video tiếp theo, bởi vì mình sẽ up những cái video hàng ngày, và các bạn nhớ theo dõi nha. Ok, và chào tạm biệt các bạn, và có lẽ là bây giờ phải đi washing my face. Ok, see you later, bye.